Nếu mà mọi người đang chán trường, đang kiểu hôm nào cũng ngủ đến 11, 12 giờ trưa. Cái loại anh ngủ quá giờ trưa ấy. Thì mọi người phải tìm đọc cái cuốn sách này ngay nhá. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Như mọi người thấy ở bên này thì hôm nay mình cũng có khá khá đồ mà muốn share cho mọi người, muốn bóc ra cùng mọi người. Gần một tháng nay thì Hà Nội đã bị ốm và thực hiện giãn cách rồi, nên là mình kiểu cũng bớt mua quần áo lại, mà thay vào đó thì mình đã mua những cái đồ dùng thiết yếu hơn, cũng như là những cái đồ mà mình thường xuyên dùng ở nhà hơn. Và ok, không dài dòng nữa, bắt đầu video của mình thôi. Trước tiên thì ở đây mình có một cái bọc hàng từ shop tên là Vân Melo. Mình thấy ở trong shop này kiểu siêu nhiều pyjama ấy, mà không biết là mọi người có thế không, nhưng mà mình ở nhà không thể sống thiếu pyjama được. Nói chung là khoảng 3-4 năm nay kiểu mình cứ đi ngủ, cứ kiểu tắm rửa xong một cái là mình phải mặc pyjama mới cảm thấy thoải mái để đi ngủ được ấy. Nếu mà để nói là cái quần áo nào mình mặc nhiều nhất ở trong tủ đồ ấy thì chắc là pyjama ấy mọi người ạ. Shop này mình có order 2 cái bộ pyjama. 2 cái bộ này đều siêu rẻ luôn ý, là từ 79.000 xuống còn có 39.000 thôi. Chỉ có khoảng 40 trong một cái bộ pyjama thôi, rẻ dã man. Trong này sẽ có một cái áo cộc như thế này, và một cái quần đùi nữa. Đây là lý do mình chỉ thích mặc mấy cái này để đi ngủ, tại vì nó siêu thoải mái, mọi người thấy không? Đồ quần áo các thứ rất là rộng rãi như thế này, và chun chiếc này, thoải mái cực kỳ luôn ý. Ở đây mình có chọn cái họa tiết đào thì nó khá là xinh, gói trong cái gói ni lông ấy thì nó hơi bị nhăn một chút xíu, nhưng mà chắc là giặt một cái cũng hết thôi. Cái chất này thì thực ra là mình nghĩ là trong mùa hè thì mặc sẽ hơi nóng một chút xíu đấy, tại vì mình thấy là ở đây có pha một chút ni lông thì phải, nhưng mà kể ra là khoảng mua cái tầm này kiểu sắp sang mùa thu rồi ấy thì mình thấy là cũng khá là ok. Em áo này thì sẽ kiểu có cổ như này này, cái cổ nó xinh dã man ấy. Tay áo thì là tay ngắn nha. Đây cái giá áo nó sẽ như thế này. Cái bộ này khoảng 60 cân đổ lại thì mặc đều ok nhá. Nếu mà được chấm điểm thì chắc là mình sẽ cho cái em này khoảng 9/10, trừ một điểm là vì nó hơi nóng một chút xíu. Tiếp theo thì mình có cái bộ quả lê này. Thực ra là cái form của nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà mình đặt hai cái họa tiết khác nhau ấy. Mình sẽ để cái ảnh ở đây cho mọi người xem, vì ở trong shop này nó có siêu nhiều phân loại hàng luôn ấy, mà kiểu màu nào cũng xinh. Mình thì chọn ở đây là hai cái em đều là màu sáng, màu trắng như thế này. Nếu mà mọi người sợ là mặc lâu bị bẩn ấy, mọi người có thể chọn sang những cái phân loại hàng khác cũng rất là xinh luôn. Cái em áo quả lê giá cũng giống hệt nha. Cái họa tiết quả lê nhìn gần dễ nhìn này, ưng xinh dã man ấy. Nếu mà mọi người follow Insta của mình thì mọi người sẽ thấy là mình rất là hay uống trà, uống cà phê, với cả là hay pha những cái loại đồ uống ấy. Thế nên là tối giản cái gì thì tối giản, nhưng mà cốc thì mình vẫn phải mua đều mọi người ạ. Để đồ uống mà để co trong những cái cốc đẹp ý, uống cảm giác ngon miệng hơn rất là nhiều. Vì thế nên là hôm nay mình có ở đây một cái đơn cốc mua ở một shop nước ngoài mọi người ạ. Ở trong này mình mua được một cái cốc thủy tinh hình lon bia rất là xinh. Cái phân loại hàng mình chọn là A2 á. Đóng gói khá là ok, tại vì để trong này thì nó sẽ không bị vỡ ấy. Thế nên là dù vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam thì cũng không lo đâu mọi người nhá. Ý à, chắc dễ mai. Cái phân loại hàng mình chọn ở đây là A2, sẽ có chữ ở trên cái cốc ý. Còn nếu mà mọi người thích chơi thì mọi người có thể chọn cái phân loại hàng còn lại nhá. Không biết là ở trong này mọi người nhìn có bị bóng không, nhưng mà cái cốc nó siêu xinh ấy. Có chữ Believe Yourself ở đây. Chắc là quay xong cái haul này mình sẽ phải đi dùng cái cốc này luôn. Em này đang giảm giá từ 100.000 xuống còn có 58.000. Nếu mà mọi người mua những cái đồ trong video ngày hôm nay thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả ở description của video này, mọi người có thể click bên dưới nhá. Xinh vãi, 10 điểm luôn. Cái cốc uống trà bằng tre này thì đang giảm giá từ 86.000 xuống còn 58.000. Và mình chọn phân loại A3, ở đây cũng có rất là nhiều những cái phân loại hàng ấy. Cái hình mình chọn thì là kiểu hình hoa sen mọi người ạ. Mình có mua cái ống hút tre, nhưng mà mang về thì cắm vào mấy cái đồ thủy tinh trông nó rất là buồn cười. Thế nên là mình mua cái gốc tre ở đây để khi mà mình dùng cái ống hút tre thì mình dùng cùng cái cốc này nó rất là đồng bộ. Và nếu mà mọi người uống trà bằng những cái cốc này trông nó cũng rất là đỉnh luôn ý. Đây hình của em cốc nó sẽ thế này nhá, còn ở đằng sau thì cũng trơn thôi, không có gì cả. Mình nhìn trên ảnh thì thấy cũng rất là bình thường thôi, nhưng mà khi đặt về đây nhìn ở ngoài thì trông nó rất là dày dặn đấy mọi người ạ. Dày cực. Ngửi mùi cũng rất là thơm, mùi tre luôn. Cái cốc nữa mình order ở một shop khác. Và cái cốc này có chữ Good Morning. Nó là kiểu cốc béo béo ấy, mọi người có thể ăn sữa chua ở trong này. Ăn sữa chua cùng với yến mạch và những cái ngũ cốc ấy thì cũng khá là xinh. Em này thì giao khá là nhanh tại vì shop ở Việt Nam ấy. Nếu mọi người ngại chờ lâu thì mọi người có thể order sang em này cũng ok. Mình có cảm giác là nó hơi mỏng một chút xíu, kiểu cảm giác hơi dễ vỡ ấy. Nhưng mà dù sao nó cũng rất là xinh, với cả nó cũng rất là rẻ nữa. Đợt này ở nhà nhiều, mình nghĩ là nếu mà mọi người ở lâu trong một cái không gian ấy thì rất là dễ bị stress. Thế nên là mọi người có thể mua nến thơm về để kiểu giải tỏa tinh thần hơn một chút. Tại vì đốt nến thơm cũng là một cách kiểu trị liệu cho tâm hồn rất là tốt luôn ý. Ok. Mình thì rất hay thử những cái mùi nến thơm khác nhau, và hôm nay mình có mua ở cái shop này 3 cái mùi nến thơm. Đầu tiên thì mình có ở đây một cái nến gáo dừa đang giảm giá từ 120.000 xuống còn 115.000. Đây mọi người ơi, mình không ngờ là nó to như thế này luôn ý.
cả một cái gáo dừa siêu siêu to luôn. Mình cứ tưởng là nó để trong cái gáo dừa decor đấy, nhưng mà đây là cái gáo dừa thật mọi người ạ, to dã man. Thực ra là nó có một cái điểm trừ này, không biết là có phải là cái nến này của mình giao nó bị như thế không, hay là tất cả những cái em nến nó đều như thế, kiểu nó hơi bị dính cái sáp nến ở bên ngoài ấy, thế nên nó hơi dính, chắc là mọi người sẽ phải lau đi trước. Cái mùi thơm này thì khá là nhẹ nhàng mọi người ạ, mình cứ tưởng là mùi dừa đơn thuần thôi, nhưng mà khi mà đặt về đây ngửi thì có cái cảm giác là có một chút hương sữa dừa nữa, cái lon sữa dừa bình thường bọn mình hay dùng để pha chế, dùng để nấu ăn ấy, cùng với cả một cái hương hoa gì đấy hơi ngọt ngọt một chút. Và mình nghĩ là trong này sẽ có một chút vani ấy. Nếu mọi người đang tìm một cái loại nến thơm mà nó có base mùi dừa nến ấy, ngọt nhẹ một chút xíu, thì mọi người có thể chọn cái em này. Rất là dễ chịu, cả nó cũng rất là tiết kiệm nữa, 120.000, 115.000 chứ. Được cả một cái hút nến to đùng như này, mình không biết là bao giờ mình dùng hết luôn ấy. Người ta bọc dày dã man, không sợ bị đổ vỡ trong cái lúc di chuyển đâu nhá. Chưa đến 30.000 cho một cái hũ nến thơm như này. Nếu mọi người kiểu chưa biết là mình thích hương thơm kiểu gì thì mọi người có thể mua thử những cái hũ nhỏ nhỏ như này để thử mùi trước. Đốt những cái nến to như vừa nãy thì rất là lâu hết đi. Cái mùi này mình đặt ở đây là mùi cinnamon, là mùi quế. Packaging của em nó sẽ như thế này. Thì tầng hương chính sẽ là mùi quế, và mình có cảm nhận được ở đây kiểu có thêm một chút hương muối và một chút hương kiểu táo ấy mọi người. Cái mùi này gần giống bánh táo. Không biết có phải thế không, hay là kiểu trong hồn ăn uống nên là mình nghĩ thế nữa. Mình nghĩ em này sẽ khá phù hợp để đốt trong những cái ngày mà trời hơi mát mẻ một chút xíu, hoặc là những ngày hôm nào trời hơi lạnh lạnh một chút xíu ấy. Ngửi mùi này khá là lạ ấy mọi người ạ. Cùng nến thơm cuối cùng trong shop này, giá đang giảm từ 40.000 xuống còn có 28.000, tức là bằng cái em nến kia thôi mọi người ạ. Nhưng mà mình thích cái packaging của em này hơn. Đây là mùi cherry blossom. Nhìn cái màu hồng của nó thì khá xinh xẻo đúng không? Cái packaging của nó như kiểu là một cái cục nến không thôi. Mọi người có thể để cái em này lên một cái chân đế cũng được, hoặc là một cái đĩa cũng rất là ok. Nếu mà mọi người đã từng dùng cái lotion của Bath & Body Works vị này thì mọi người sẽ thấy là nó rất là tương đồng. Mình thấy là nó phải đến 80% giống cái mùi này luôn ý. Nó là một cái hương hoa khá là nhẹ nhàng đấy. Nếu mà bạn nào mà theo phong cách kiểu nhẹ nhàng một chút xíu, kiểu muốn mua những cái nến hương mà mùi nó nữ tính, mùi nó theo loại hương hoa ấy chứ không phải là hoa quả, thì mọi người có thể chọn cái em này nhá. Và mình nghĩ chẳng mấy khi bọn mình có nhiều thời gian rảnh ở nhà như thế này, nên là đầu tư vào kiểu chăm sóc cơ thể, chăm sóc da rẻ là một cái rất là nên làm vào thời điểm này. Mình đã thử order hai cái hũ mặt nạ ở đây. Cái lọ màu đen này thì là mặt nạ giảm mụn, gom cồi và ngăn ngừa mụn, có giá là 280.000. Còn cái em màu vàng này thì là mặt nạ enzym trái cây, có giá là 220.000. Cái hũ mặt nạ này thì dùng sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với là những cái mặt nạ đắp mặt bằng giấy ấy. Tại vì mỗi miếng đã 10.000, 20.000, 30.000 rồi đúng không? Mà chỉ đắp được một lần thôi. Cái hũ này thì mình thấy là dùng khoảng mấy chục lần rồi mới hết ý. Thì tính ra nó siêu siêu tiết kiệm luôn. Mấy cái em này mình đã box ra sử dụng một vài lần trước khi quay cái haul này rồi. Tại vì mình muốn thử nghiệm trước xong rồi mới recommend cho mọi người ý. Thì mình thấy là hai cái em này khá là ok. Nếu mà mọi người đã từng sử dụng cái em sữa rửa mặt của Cox rồi thì mọi người sẽ cảm thấy là cái mùi của em này sẽ gần giống. Vì nó có tinh chất chàm trà, thế nên là nó sẽ hơi có cái mùi chàm trà một chút xíu ý. Trong này thì sẽ có chiết xuất cam thảo để giúp làm dịu da cũng như là giảm kích ứng. Có cả tinh dầu thông ở trong này nữa thì nó sẽ kiểu giảm sưng đỏ ấy. Mình xem ở trên cái thông tin sản phẩm thì người ta có tận mấy cách bôi cho cái sản phẩm này cơ, kiểu nếu mọi người bị mụn ở cái vùng nào có vài cục mụn ý, có thể bôi chấm vào từng cái đầu mụn như kiểu mọi người bôi cái chấm mụn ý, hoặc là mọi người có thể bôi cả mặt như kiểu mask cũng rất là ok. Thì là sau khi mình sử dụng em này thì mình thấy là mặt nó giảm được sưng đỏ ấy, và vùng nào mình đang bị mụn thì mình bôi vào mình cảm giác là nó dịu da đi, nó đỡ rát hơn, nó đỡ kiểu đau nhức cái cục mụn ý. Cái em đấy thì khi đắp em này mình thấy mùi nó khá là ok này, mùi ngọt nhẹ thì nó làm khá tốt nhiệm vụ của một cái em mặt nạ trái cây, nó rất là dịu da ấy. Cái tác dụng chính của em này thì sẽ là dưỡng ẩm, nên là nếu hôm nào mọi người thấy da bị thiếu ẩm quá, mọi người muốn cấp ẩm cho da hay là muốn relax một tí vào buổi trưa ấy, thì mình cũng hay dùng cái em này. Cuối cùng, những cuốn sách ngày hôm nay thì mình cũng khá là hay đọc sách ý, nên là mọi người rất là hay bắt mình recommend những cái cuốn sách ở trên Instagram. Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ recommend một vài cuốn lên trong video trên YouTube luôn. Đọc sách là một cái cách rất là tốt để bọn mình có thể trau dồi kiến thức ấy. Kể cả ngày thường thì mình cũng giữ thói quen đọc sách rất là đều đặn, nhưng mà vào cái thời điểm này tất cả mọi người đều đang có thời gian rảnh nhiều hơn ý, thì mình nghĩ là mọi người nên đầu tư một cái quãng thời gian để đọc sách trong ngày. Cái trước tiên là cuốn Nhà Cửa Một Nửa Tâm Hồn. Khi mà một người lạ bước vào trong căn phòng của mọi người, trong căn nhà mọi người, nhìn những cái thiết kế ở trong nhà này, những cái cách bày biện, những cái cách mà mình sắp xếp đồ đạc ấy, thì người ta cũng đoán được một phần nào cái tâm hồn của mình, cái tâm trí của bọn mình nó như thế nào, bừa bộn hay là gọn gàng. Và trong cái thời điểm mà mọi người trong nhà rất là nhiều như thế này thì cái căn nhà cũng là nơi mà nó quyết định cái mood làm việc học tập của mọi người cao hay là thấp. Cái cuốn sách này thì nó sẽ có cả chữ cả hình, và cái cách thiết kế ở trong cái cuốn sách này cũng khá là đẹp nữa. Và nếu mà mọi người muốn tìm một cái cuốn sách không quá nhiều chữ mà vừa đọc vừa chill, vừa áp dụng vào trong cuộc sống, trong cái căn phòng của mình luôn, để biến nó trở thành một phiên bản của mình, thì mọi người có thể tìm mua cái cuốn sách này nhá.
thay đổi căn phòng cũng là thay đổi một phần tâm trí mà. Cuốn sách thứ hai là cuốn sách Trở Về Không. Không biết là mọi người đã nghe đến cái khái niệm này chưa? Trong cái cuộc sống bộn bề thường ngày thì rất dễ để mọi người có thể bị chạy theo đồng tiền này, bị chạy theo những cái giá trị vật chất khác mà quên đi cái con người, cái đứa trẻ bên trong của bọn mình. Cuốn sách này sẽ giúp mọi người trở về không. Trở về không là như thế nào thì mọi người tìm đọc cuốn sách này để biết nhá. Nó sẽ giúp bọn mình được tỉnh thức này để hạnh phúc và cho phép siêu nhiên truyền cảm hứng hoặc là có thể tỉnh thức mọi người luôn ý. Nghe thì rất là to lớn, rất là vũ trụ như thế thôi, nhưng mà cái cách áp dụng thì rất là thực tế và chỉ cần mọi người thực hiện đều đặn là ok. Cuốn sách cuối cùng cũng chính là cái kết thúc ho ngày hôm nay là cuốn sách Ikigai, đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng. Nếu mà mọi người đang chán trường, đang kiểu hôm nào cũng ngủ đến 11-12 giờ trưa, cái loại anh ngủ quá giờ trưa ấy, thì mọi người phải tìm đọc cái cuốn sách này ngay nhá. Nó sẽ giúp mọi người trả lời được cái câu hỏi là điều gì mang lại hạnh phúc, mang lại cái ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Đôi khi là mọi người ngủ đến trưa, dậy muộn buổi sáng như thế chỉ là bởi vì mọi người không biết là mọi người dậy để làm gì. Cuốn sách này sẽ giúp cho mọi người tìm ra cái điều mà khiến mọi người muốn thức dậy mỗi sáng và phải thức dậy để làm nó. Cái cảm giác khi mà có thể thức dậy một cách rất là chủ động với một cái niềm vui vẻ, hạnh phúc và làm những cái điều mà mình muốn làm trong cái ngày hôm đấy, thực sự là một cái cảm giác rất là tuyệt vời luôn ý. Mọi người có thể tìm đọc cái cuốn sách này để sống năng động như thế nhá. Ok, chắc là cái video này cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc nó ở đây thôi. Nhấn nút subscribe nếu mà mọi người chưa subscribe kênh mình. Và nếu mà có cái chủ đề video nào mà mọi người muốn mình làm trong video tiếp theo thì cũng comment ở bên dưới cho mình biết nha. Hẹn mọi người trong video lần sau, bye bye.